khi anh da đen làm y tá, đi giải cứu vợ mình đang chuẩn bị sắp sinh sẽ như thế nào? Anh ta phải bắt tay với anh trai kẻ bắt cóc vợ mình. Liệu rằng anh ta có thể đưa vợ mình về đi đẻ an toàn hay không? Bạn hãy cùng Tẻm Review tìm hiểu bộ phim siêu hay này nhé! Một sát thủ vừa ám sát thành công một quan chức cấp cao. Hắn ta phá cửa nhảy xuống tầng nhằm tẩu thoát. Đuổi theo sau tên sát thủ có hai tên vệ sĩ. Tên sát thủ nấp sau bia đá dùng súng bắn hạ hai thằng. Sau đó hắn ta xuống đường gọi cho thằng em của mình đến đón. Thằng em nhận được lệnh tăng ga đạp số mà phóng đi. Không biết vừa có làm tí gì không mà đi như thằng điên. Trước mặt là thằng anh của mình mà thằng em nó đâm cho gục tại chỗ. Chưa kịp phản ứng lại thì đã có xe cảnh sát đến. Thằng em nhanh chóng mà rời đi trong nước mắt. Để lại thằng anh không biết còn sống hay đã chết. Anh da đen này là Paul, một y tá nam đầy tốt bụng. Vợ anh da đen chuẩn bị đến kỳ sinh nở. Hai vợ chồng mong từng ngày để gặp thằng con trai vẫn còn trong bụng. Về nhà chưa kịp nóng chỗ, anh da đen được gọi lên viện trực. Paul nhanh chóng đến viện và được phân công trông một anh đẹp trai bị xe tông. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ ám sát. Một nữ cảnh sát trưởng đi đến với vẻ mặt đau buồn. Nữ cảnh sát phải cần một cái ôm mới lấy được lại bình tĩnh. Ông cảnh sát nói rằng trước lúc chết ông ta vẫn bắn được vào tên sát thủ. Lúc này anh cấp dưới đi vào. Thông báo rằng ở bệnh viện đang có một bệnh nhân do súng bắn. Nữ cảnh sát sau khi có thông tin thì đã lên đường. Anh da đen vào phòng anh đẹp trai xem qua bệnh án. Đang chăm chú thăm khám thì nhìn qua bên cạnh. Một bóng đen từ đâu lao đến tấn công anh da đen. Hắn đẩy anh vào tường rồi lại vật anh xuống sàn. Sau đó là những phát đấm nhũn cả người. Rồi hắn cướp lấy cái thẻ ngành của anh mà chạy đi. Nữ cảnh sát đã đến hỏi thăm sức khỏe anh da đen. Bà ta nói rằng ngày mai sẽ đưa anh đẹp trai trong phòng kia vào bệnh viện nhà tù. Anh ta đã giết một quan chức cấp cao. Trước khi đi, nữ cảnh sát để lại địa chỉ cho anh da đen. Nếu có việc gì cần thì điện cho bà ta. Anh da đen trở về nhà với cái mặt bị sưng. Vợ anh ta rất lo lắng vì anh sắp được làm bố rồi mà có thể đi đánh nhau được. Sau khi giải thích cho vợ hiểu, Paul đi vào trong bếp. Từ sau, một bóng đen dùng cà lê đập anh da đen một phát, rồi lại bồi thêm phát nữa cho anh tối sầm mặt lại. Vừa mới tỉnh dậy, Paul đã có người gọi đến. Hắn ta bắt anh da đen quay lại bệnh viện đưa anh trai hắn ra ngoài. Nếu mà nói với bất cứ ai hay cảnh sát, vợ mày sẽ phải chết. Paul sau đó đến bệnh viện, lấy đi cái thẻ của đồng nghiệp, rồi anh vào phòng thiết bị y tế lấy những đồ cần thiết đi. Anh da đen vào phòng anh đẹp trai, nói với anh cảnh cần đưa bệnh nhân đi chỗ khác. Paul đưa anh đẹp trai vào trong thang máy thì bà cảnh sát cũng vừa đến. Anh da đen dùng máy kích tim để đánh ngất anh cảnh, rồi tiêm cho anh đẹp trai một liều thuốc giúp anh ta tỉnh giấc. Vừa ngồi được lên, anh đẹp trai đã bóp cổ anh y tá. Anh da đen nói em trai anh đang giữ vợ của tôi, bắt tôi phải đưa anh ra ngoài mới thả vợ tôi về. Lúc này cảnh sát cũng đã đến phòng bệnh nhưng không thấy người đâu. Bọn họ đi đến phòng an ninh để xem lại camera thì thấy anh da đen đang đưa người rời đi. Paul đưa anh đẹp trai xuống hầm lấy xe. Nữ cảnh sát đi xuống kiểm tra đồng đội thì xe anh da đen phóng qua. Anh đẹp trai phóng xe như điên như ngộ trong hầm, làm anh da đen hãi thụt cả người vào. Đi đến trạm gác cổng đã có ông cảnh đứng chờ. Anh đẹp trai nhấn ga định đâm chết ông cảnh sát. Rất may có nữ cảnh sát kéo lại, không thì ông ấy cũng nằm đất. Trên xe, anh đẹp trai gọi cho thằng em mất dậy. Vì thằng em phê pha hay sao mà đâm thằng anh mới ra nông lỗi này. AB hỏi thằng em còn giữ ổ đĩa không. Ông em nói rằng mình đang giữ nó rồi. Bên cạnh, anh da đen sốt ruột cứ đòi gặp vợ, hỏi han được mấy câu rồi bị giật lại máy. Vợ anh da đen thấy thằng em mất cảnh giác, lên chỏ vào mặt nó định thoát thân. Nhưng thằng em đã mất bình tĩnh lấy súng ra dí vào bụng. Hắn nói vợ anh da đen đừng ép hắn làm như thế. Phía cảnh sát đang điều tra hai anh em nhà AB. Ông cảnh nói em trai của AB có nguy cơ phải ngồi tù 10 năm. Nhưng AB đề nghị với thẩm phán tối cao một thỏa thuận. Anh ta có một ổ đĩa chứa đầy những chứng cứ để đổi lấy sự tự do của em trai mình. Đống chứng cứ đấy có thể hạ gục rất nhiều cảnh sát bẩn, các ban bộ và tổ án mạng. AB đi xe đến khu ổ chuột. Anh ta đi vào gặp một người trong đó. Một lúc sau, anh đẹp trai đi ra đuổi anh da đen đi về, vì chuyện sắp xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Paul chạy theo sau hỏi vợ bao giờ được thả. AB nói Paul đừng dính dáng đến chuyện này, hãy để tôi xử lý. Nhưng anh da đen bực mình nổ súng. AB quay lại hỏi Paul mới dùng súng lần đầu à, nếu thích thì cứ bắn đi. Anh da đen luống cuống vứt túi y tế xuống, bảo AB hãy nhớ tiêm thuốc đúng liều, nếu quá liều anh sẽ bị suy thận rồi sẽ hôn mê. Nghe đến quy trình tiêm phức tạp quá nên đã bảo Paul đi cùng. AB điện thằng em hẹn gặp nhau ở ga tàu, thằng em dẫn vợ anh da đen đi theo. Thằng anh quan sát xung quanh thấy rất nhiều cảnh sát, có cả đặc vụ ngầm lên. AB đã quay lại, thấy thằng em không nghe thấy mình nói gì, AB lấy súng bắn chỉ thiên làm cả ga chạy toán loạn. Thằng em chạy ra ngoài rồi lên xe phóng đi mất, nhưng đã bị đặc vụ ngầm nhìn thấy, xe cảnh sát đã bám theo sau ngay. Thằng em lạng lách đánh võng trên phố, chạy vào bãi xe rồi đánh lái ra đường lớn, khiến xe mấy anh cảnh đuổi theo sau tông vào nhau. Thằng em sau đó cũng an toàn mà tẩu thoát. Paul và AB đi vào trong kho,
bỏ đồ nghề ra tiêm cho anh đẹp trai một liều. Vừa tiêm xong, anh da đen bị một đấm vào mặt, một tên đầu chọc ở đâu đi đến AB túm cổ đẩy hắn ngã ra, nhấc hắn ta lên nóc xe ngồi, rồi giã lên giã xuống mấy cái. Anh đẹp trai lên gối tung cước đạp tên đầu chọc vào máy rửa xe tự động, hai thằng cứ ở trong đấy mà đấm đá nhau. Tên đầu chọc nhấc bổng AB rồi thả xuống, bồi thêm mấy phát đá. Anh da đen thấy không ổn chạy đến dùng gậy đánh ngất tên chọc. AB nhặt súng định khử hắn ta, nhưng đã được Paul ngăn lại. Lục soát tên đầu chọc, hóa ra hắn lại là cảnh sát. Hai anh thấy vậy liền vội rời đi, ra đến ngoài lại còn được bà già bo cho 10 đô. Hai anh lại lấy ơn báo oán đuổi bà già ra rồi cướp xe đi. Chưa chạy được xa thì hành tung của hai anh đã bị phát hiện. Cảnh sát giăng bẫy đinh nhưng không làm khó được anh da đen. Paul lái xe lên vỉa hè đâm tung cả thùng rác mà chạy. Ra đến đường, ông bà cảnh sát đã dí đằng sau. Lợi thế là chiếc xe nhỏ gọn, anh đen chạy vào ngõ nhỏ, thể hiện một cú đờ rít quay xe chặn đường, rồi xuống xe mà chạy ra phố. Hai ông bà cảnh sát vẫn cứ bám theo sau, dí sát nút thế rồi mà vẫn bị cắt đuôi. Bà cảnh bực tức. Thằng em trai đưa vợ anh da đen đến một căn cứ, ở đằng xa tên đặc vụ ngầm cũng đã theo dấu mà thấy. Để có màn tẩu thoát nhanh gọn, hai anh đã chui vào trong xe rác của ông già đi đường. Ngồi trong đó, hai anh chia sẻ cho nhau về cuộc sống của mình. AB lớn lên không biết chơi liên quân thế nào, khu anh sống giải quyết vấn đề toàn bằng bạo lực. Paul kiểm tra vết thương cho anh đẹp trai, như thế này chỉ đau thôi chưa chết được đâu. Thằng em vào trong căn cứ lấy ghế mời bà đẻ ngồi, móc trong túi ổ đĩa ra giấu vào trong túi sách, gọi điện cho thằng anh mà lại thuê bao. Sau đó thằng em lại nhận được tin nhắn đe dọa từ người khác. Hắn ta đã mất bình tĩnh vứt phăng cái ghế. AB và Paul đi vào một tiệm cầm đồ, anh đẹp trai đến gặp tên chủ tiệm nói chuyện. Còn anh da đen đi sạc cái điện thoại lên, rồi nhắn tin địa điểm cho ông bà cảnh sát. Thằng em bên này sốt ruột gọi thằng anh mãi không trả lời. Gọi đến bỏng cả máy mới thấy anh da đen bắt máy. Chưa kịp nói gì, thằng anh quay ra chĩa súng vào Paul, lên gối một cái vì cái tội không nghe lời. Thằng em nói chuyện này đã trở lên tồi tệ rồi. Thằng anh khuyên thằng em hãy bình tĩnh giữ cái thật đầu lạnh. Anh sẽ đến đón mày và chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn mà không ai biết. Vừa hết cuộc gọi, bà cảnh sát lại nhắn tin cho anh da đen. AB có vẻ mất bình tĩnh ghi đầu Paul xuống. Bà cảnh sát lúc này đạp cửa xông vào. Anh đẹp trai nổ súng rồi chạy đi. Bà cảnh sát cầm khẩu sóc lọ bắn phá cửa đưa người vào. FAB phải đưa súng ra ngoài không bắn cho thủng sọ. Anh béo chủ tiệm đứng lên định phản kháng. Bà cảnh lên lòng bắn dính anh béo vào tường, rồi tiến đến chỗ AB giã cho anh mấy cái cùi súng vào người. Dí súng vào mặt anh đẹp trai hỏi ổ đĩa đâu, cho thằng đệ lục soát thì không có trên người. AB lúc này nói bà cảnh sát lại định dàn dựng lại cảnh giết ngài cấp cao sao. Ông cảnh nghe thấy vậy quay sang hỏi bà cảnh sát, chúa ơi, bà có thể giết người rồi đi đổ tội cho người khác sao? Bà cảnh rưng rưng nước mắt nói, tôi không thể để ai bắt thóp tôi được, kể cả là anh. Vậy mà bà ta có thể thẳng tay giết đồng đội của mình được, bên ngoài quân tiếp viện đang đến. Bà cảnh sát phải đi ra chặn các đơn vị bên ngoài lại, bà ta giao cho anh cấp dưới trông chừng hai anh này. Bà cảnh vừa đi, anh da đen nhặt súng bắn vào chân anh cấp dưới. Chưa dừng lại ở đó còn bắn thêm hai phát khiến anh cảnh nằm sàn luôn. Sau đó Paul dìu AB ra ngoài lên xe tẩu thoát. Bà cảnh sát dẫn người vào thì không thấy AB và Paul đâu. Thằng em dìu vợ anh da đen nằm xuống nghỉ ngơi cho thoải mái. Hắn ta hỏi có thể cho hắn chạm vào bụng cô được không? Thằng em đặt tay lên bụng và cười nhẹ. Hắn ta có thể cảm nhận được đứa bé đang đạp. Vợ anh da đen cầu xin thằng em đưa cô ta đến viện vì cô ta sắp sinh em bé rồi. Anh ta cũng đồng ý sẽ đưa cô đi bệnh viện. Thằng em đứng dậy ra ngoài lấy xe, thì một phát súng bắn vào người anh ta. Tên đặc vụ ngầm chạy đến đá đấm liên tục, hỏi thằng em ổ đĩa đang ở đâu. Nhưng thằng em cũng hơi lì bị đánh thế mà cũng không khai ra. Vợ anh da đen thấy vậy cầm gậy sắt đập tên đặc vụ. Hắn ta định ra tay với bà đẻ, nhưng thằng em chửi rủa tên đặc vụ. Hắn quay sang xử luôn thằng em cho đỡ nhiều lời. Trên xe AB và Paul đang cãi nhau. Anh da đen vừa bắn chết một cảnh sát, nhưng đó là cớm bẩn là thằng khốn ấy. Giờ hai anh phải đến nhà kho nơi thằng em đang cất giữ cái ổ đĩa. AB đi vào căn cứ nhưng không thấy thằng em đâu, chạy vào lật cái chăn lên thằng em đang nằm thoi thóp ở đấy. Anh da đen lấy đồ nghề ra cứu, nhưng vết thương quá nặng mà không thể làm gì. Rồi thằng em cứ thế ra đi trong vòng tay của anh mình, gạt đi nước mắt. AB ngồi ghế để Paul khâu lại vết thương. Anh đẹp trai đi kiểm tra túi sách thằng em để lại, đã thấy cái ổ đĩa rồi giấu nó đi. AB nói với Paul rằng mình sẽ đi giết hết bọn chúng. Còn dù cả anh da đen cầm súng đi xử hết bọn cớm bẩn, giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chúng đang bắt vợ của anh. Suy nghĩ một hồi, anh da đen cũng đồng ý làm theo. Hai anh đi xe đến gặp một ông trùm xã hội thâm, tên nhỏ con áo xanh này lại là kẻ cầm đầu một băng đảng lớn. Hắn ta nói AB đã chơi hắn một vố mà dám vác mặt đến đây. Mấy tên đàn em rút súng định xử anh đẹp trai, nhưng anh da đen đưa cho tên trùm một túi tiền. Hắn ta có vẻ không hài lòng với số tiền đó,
AB nhanh trí rút kíp nổ khiến bọn chúng sợ tụt cả người lại, nhưng không phải, hóa ra đây là ổ đĩa. Trong đó có chứa bằng chứng của bọn cớm bẩn, tên trùm rất có hứng thú với cái ổ đĩa, nếu trong tay hắn có nó thì chả sợ bố con thằng nào cả. Tên trùm mời hai anh vào nhà chơi cho biết, lúc này tên đặc vụ đưa vợ anh Da Đen đến gặp bà cảnh sát, bà ta gọi điện ép Paul phải lấy ổ đĩa cho bà cảnh. Nếu không làm theo thì chẳng có lý do gì để vợ anh còn sống cả, rồi hẹn anh Da Đen ở góc rừng trung tâm một tiếng nữa, phía trong nhà AB và Paul cùng những tên xã hội. Đang bàn về kế hoạch giải cứu vợ anh Da Đen và trừ khử đám cớm bẩn, sau khi đã thống nhất được các chiến lược phải làm, tên trùm đứng lên phát lệnh chiến đấu thôi các chiến binh. Thằng đại ca bảo mấy thằng đàn em đốt xe rồi lao vào trụ sở cảnh sát, mọi người tập trung lại rất đông xem có chuyện gì đang xảy ra, anh Da Đen liền gọi cho 911 yêu cầu gửi người tới trợ giúp. Bà cảnh sát đang đứng chờ Paul thì nghe được lệnh triệu tập về nơi làm việc, thấy có điều không lành bà già phóng xe đi ngay, thấy xe cứu thương đã đến. Paul dìu AB vào trong trụ sở, đóng giả là nhân viên y tế mà dễ dàng qua mặt các anh cảnh, nhân lúc tên đặc vụ không để ý vợ anh Da Đen đã trốn đi. Hắn ta đi lùng sục khắp phòng, bất chợt tên đặc vụ lao đến từ phía sau ôm lấy bà đẻ, thế mà hắn ta lại xuống tay không thương tiếc. Vật ngã vợ anh Da Đen ra sàn, phía ngoài bà cảnh sát cũng đã đi vào trong trụ sở, từ phía sau AB cùng Paul dí súng ép bà ta vào tường. Lúc này anh Da Đen nghe thấy tiếng hét của vợ mình, lập tức chạy đến đẩy ngã tên đặc vụ ra, dùng tay đấm hắn ta có vẻ như không có sức lực. Tên đặc vụ đạp bay anh Da Đen ra xa, sau đó là những phát thụi vào bụng, rồi nhấc bổng anh lên đập xuống đất. Ghi chặt anh Da Đen xuống mà giã vào người, Paul cố gắng dùng sức bò về phía kim tiêm, nhặt được nó anh quay mình cắm thẳng vào cổ tên đặc vụ. Cho hắn một liều thuốc ngủ sẽ không còn được tỉnh giấc nữa, còn ở phía AB quang bà già cảnh sát vào góc bàn, rồi anh lấy ra một máy quay ghi lại những tội ác của bà già đã làm. Đến nước này rồi bà cảnh sát vẫn già mồm sẽ cho AB sống trong sợ hãi, anh đẹp trai nghe vậy tiện cái chân đạp yêu một cái làm bà già ngất luôn tại chỗ. AB đi ra ngoài đưa máy quay cho kỹ thuật nhà đài, yêu cầu được phát sóng trực tiếp ngay, sau đó rời đi với nụ cười trên môi, phía trong vợ anh Da Đen có dấu hiệu chuyển dạ. Paul bảo với vợ có thể sinh con ngay ở đây, cảnh sát ập vào khi anh Da Đen đang đỡ đẻ cho vợ mình, sau nhiều phút vật lộn thì cuối cùng thằng con trai anh Da Đen cũng được nhìn thấy mặt bố, Paul ôm thằng con mà khóc hết nước mắt, còn bà cảnh già cũng đã tỉnh dậy. Thấy mình được chiếu trên TV vì tội giết người, bà ta cầm súng lên tay rồi đặt huy hiệu mà mình coi trọng nhất xuống bàn. Các anh cảnh cũng đã đến. Bà già cảnh sát mếu máo khóc không thành tiếng, định dùng súng kết liễu bản thân mà không thành. Giây phút cuối đời vẫn xem lại được cảnh mình đã giết đồng đội như thế nào. Bà ta thế mà chết không nhắm được mắt. Một năm sau anh Da Đen cùng thằng con trai chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi, thằng bạn AB nhắn tin chúc mừng hai bố con. Anh Da Đen cũng chụp một bức hình gửi lại cho thằng bạn. Bộ phim kết thúc. Đây là bộ phim bắn thẳng được ra mắt vào năm 2019. Mình là Tẻm Review. Nếu bạn thấy hay hãy like và đăng ký. Còn không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tẻm nhé. Hẹn gặp lại bạn.